Oan trái nghiệp duyên. Mô Phật. Oan trái nghiệp duyên, hoặc mình dùng tựa đề là oan trái cũng được. Thế nào trong cuộc đời của mình ít nhiều mình cũng có oan trái với một vài người. Nếu như mà mình lụ đạn quá thì thế nào mình cũng có nhiều oan trái với nhiều người lắm. Cái người nào mà oan trái với nhiều người thường thường là sẽ khổ nhiều quý vị nha. Dạ. Có những người trong cuộc sống mình đó quý vị để ý đi. Lạ lắm. Là mình nhìn người đó mình ghét kỳ cục đó. Rất là ghét cái người đó nha. Dù cái người đó không làm gì mình hết mà mình thấy người đó là mình ghét à. Nhiều khi mình nghe tên người đó mình cũng ghét nữa. Dạ. Có những người là mình có duyên mình gặp họ rồi làm việc hoặc sống chung rồi bắt đầu cái ghét nó từ từ nó tăng. Rồi đâu đó trong cuộc sống của mình đó quý vị sẽ thấy có trường hợp này nữa nè. Là mình thì cũng sống không đến nỗi nào lắm, không đến nỗi tệ lắm. Vậy mà có những người đó họ giống như họ ghim mình sao đó, họ cứ canh mình, họ hại mình, họ ghét mình miết à. Chính bản thân mình cũng vậy, cũng có một vài người đâu đó trong cuộc sống mình thương họ không nổi. Trên lý thuyết là mình học theo lời Phật dạy là mình phải tha thứ, phải thương hết. Vậy mà cũng có vài người mình thương không được quý vị. Thì hôm nay quý vị nghe cái bài pháp này để quý vị biết cái sự an trái á. Đôi lúc nó không phải bắt nguồn từ một đời mà nó có thể từ nhiều đời. Cái câu chuyện đầu tiên thầy kể quý vị đó là vào thời Đức Phật á. Hôm đó Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Viên. Đức Phật mới kể một câu chuyện thế này. Trong một cái thời quá khứ á, có một người mẹ mới sinh được một người con trai. Và vì người chồng mất sớm á, cho nên bà sống vậy bà nuôi con. Thì khi đứa con nó lớn lên thì bà mẹ nói là thôi bây giờ con lớn rồi, con nên lấy vợ để mà cho con cuộc sống yên ấm, với lại mẹ cũng an tâm. Anh thanh niên anh nói dạ thôi con muốn sống vậy để con lo cho mẹ chứ anh không có muốn lấy vợ. Nhưng mà rồi á, bà mẹ bà cứ nói tới lui thôi con lấy vợ đi. Cuối cùng á, anh ta chịu lấy vợ. Thì nó có cái nghịch duyên thế này nè quý vị. Anh ta lấy ngay người vợ mà người vợ này lại không có khả năng sinh nở. Không có khả năng sinh nở. Mà vì nếu mà không có khả năng sinh nở như vậy đó thì bà mẹ bà cũng buồn. Hình hôm đó cái bà mẹ bà cứ nói với người con trai là thôi bây giờ con đã chọn cho con người vợ như vậy rồi mà người vợ lại không có khả năng sinh nở nữa, thôi thì bây giờ con tìm thêm người vợ kế đi. Tìm thêm người vợ kế đi. Lúc đầu thì cái người chồng cũng không chịu. Nhưng mà nghe bà vợ nói riết à, anh xin nghe người mẹ nói riết à, thì đâm ra cái bà vợ bà lo. Bà lo làm sao? Bà lo nếu như á mà chồng của mình mà lấy thêm cái người vợ nhỏ á, mà nếu như cái người đó mà sinh ra đứa con thì coi như là bao nhiêu cái gia sản của cái gia đình này là cái đứa con nó nắm hết. Cho nên bà lo. Và bà biết rằng là trước sau thì chồng mình cũng lấy thêm người vợ nữa thôi. Thế là bà mới sắp xếp. Bà nói với chồng thế này, giống như mình nói như đạo đức giả đúng như vậy. Nó là thôi anh yên tâm, bây giờ em sẽ đi kiếm cho anh một người vợ nhỏ nữa. Tự bà đứng ra bà lo luôn. Bà biết là thế nào cũng phải xảy ra chuyện. Bà sẽ sắp xếp bà lo cho một người cho vợ, cho chồng mình một người vợ nhỏ nữa. Thì quý vị biết là khi mà lấy được cái người vợ nhỏ về á, bà ta giống như giả bộ rất là thương cái người vợ nhỏ. Bà ta mới dặn thế này nè, khi mà em mà có mang thai á, em nhớ báo cho chị biết nha. Em nhớ báo cho chị biết, chị rất là thương và lo cho em. Có gì em báo chị biết để chị lo cho em. Thật ra trong thâm tâm của bà không có muốn cái người vợ nhỏ có con. Tại vì bà biết cái người vợ nhỏ có con là bao nhiêu quyền hành trong nhà là cái đứa con sau này nó lấy hết, cũng như là tài sản nó lấy hết. Mà cái người vợ nhỏ thì rất là ngây thơ. Khi mà có mang thai thì cứ nói với cái người vợ đầu là em có mang rồi. Thì bà ta thường á, là nấu cháo và nấu đồ ăn cho cái người vợ nhỏ ăn. Thì hôm đó bà ta nấu, bà ta mới lấy mấy loại thuốc á, bỏ vào trong cái cháo đó. Và cái người vợ nhỏ ăn xong hư cái bào thai. Thì hư cái lần đầu thì cái người vợ nhỏ cứ tưởng là nó bị bệnh hay bị vô tình này thôi, chứ không có nghĩ là cái người vợ lớn làm vậy. Thì đến lần mang thai thứ hai á, thì cô ta lại tiếp tục mới nói lại cái người vợ nhỏ như vậy nữa, nói với cái người vợ lớn như vậy nữa. Thì cô ta lại âm thầm á, lại lấy một cái loại thuốc bỏ vào cái cháo đó. Và thế là cô vợ nhỏ lần này mang thai lần thứ hai cũng mất cái bào thai lần thứ hai. Thì khi mà mất hai lần như vậy đó, thì cái cô vợ nhỏ này mới đi qua hàng xóm nói chuyện, thì mới kể cho hàng xóm nghe. Thì hàng xóm mới thấy là cái vấn đề á, coi chừng là cái cô vợ lớn này chính là cái người hại em đó. Sao em dại dữ vậy? Em dại em kể cho cô vợ lớn này nghe làm chi? Thì vì người ta suy đoán nó là như vậy. Thì khi mà lần thứ ba cô mang thai á, cô không có nói. Cô âm thầm, cô giữ, cô không có nói cho cái người vợ lớn nghe. Thì đến khi mà cái bụng nó bự lên rồi đó, thì cái người vợ lớn mới biết có phải em mang thai không? Sao em giấu chị? Thì cô này mới nói á, có phải là hai đứa con trước cô em mất có phải là do chị hại không?
Đó, lúc này cô này cũng nói thật vậy luôn. Thì đâm ra cái bà vợ đầu bà giận lắm. Bà từ dĩ nhiên là bà chối rồi. Bà âm thầm thì lúc này là cái người vợ nhỏ đâu có cho bà nấu ăn nữa đâu. Nhưng mà vì ở sống chung một nhà như vậy, hôm đó cái sự sơ suất á, bà ta lại lấy cái thuốc bà ta bỏ vào cái cháo. Thì lúc này đứa con nó lớn rồi. Và khi mà cái trong cái lúc mà bỏ cái cháo đó để giết chết cái đứa bé này thì đứa con nó cũng lớn luôn. Và trong cái cơn đau đớn đó là vừa con chết và mẹ chết luôn. Thế là cái lần thứ ba này là cái đứa con chết và bà mẹ chết. Thì trước khi bà chết á, bà uất hận quá, bà mới biết là rõ ràng là cái người vợ lớn giết rồi. Bà ta mới uất hận, bà ta nói bà giết ba đứa con của tôi, rồi bây giờ bà giết thêm tôi nữa nha. À, tôi sẽ là sẽ có kiếp tôi trả thù lại bà, tôi sẽ làm quỷ dạ xa giết lại bà, giết con của bà lại. Nó kết một cái mối thề nguyện như vậy đó, một cái oán thù như vậy, một cái oan trái như vậy. Thì sau khi mà thề nguyện oán thù như vậy xong á, thì sau khi chết á, thì cái người vợ và vợ nhỏ chết xong thì biết tái sanh quay lại trong cái nhà luôn, làm con mèo trong cái nhà, ngay cái nhà đó luôn. Tái sanh chết làm quay lại làm con mèo. Thì cái người vợ mà vợ đầu á, ông chồng mới biết là thì ra là ba đứa con của mình lâu nay á là do cái bà vợ đầu bà dựng lên chuyện, rồi bà âm thầm bà giết ba đứa con. Trên ông giận quá, ông đánh bà luôn, ông đánh bà, rồi ông đánh trong cái trận đánh là bà cũng chết luôn. Mà sau khi bà chết xong thì bà tái sanh con gà. Mà cái nghiệp duyên, cái nghiệp nó dẫn sao quý vị, làm con gà tái sanh đúng vào cái nhà đó luôn. Thế là bây giờ hai người vợ chết, một người tái sanh làm con mèo, một người tái sanh làm con gà ngay trong cái nhà đó. Thì khi mà con gà nó đẻ trứng á, thì cứ nó đẻ cái trứng ra là con mèo tới nó ăn trứng của con gà. Nó vậy đó, vậy con mèo tới nó ăn trứng của con gà, nó ăn hết trứng của con gà. Thì con gà nó mới nói mày á, mày ăn hết trứng con của tao xong bây giờ mày còn định giết tao nữa hả? Thì con gà nó mới oán thù á, nó mới nói nó sẽ trả thù lại con mèo. Thì sau đó xong ấy, con gà nó chết á, nó mới tái sanh làm con mèo. Còn sau đó con mèo nó chết á, thì nó lại tái sanh làm con nai. Nó quanh quẩn vậy đó quý vị, nó tái sanh làm con nai. Thì con nai này cứ sinh con ra là con bèo có tới nó ăn. Sinh con ra là con bèo có tới nó ăn. Nó khi mà nó ăn con của con nai mà ăn đứa con thứ ba xong á, thì trước khi mà con nai nó chết á, nó lại thề nguyện tiếp. Tôi sẽ quay lại, tôi giết con bèo này và giết con của nó. Thì khi mà nó quay lại là nó quay lại vào thời Đức Phật. Thì cái con nai này nó làm một con quỷ dạ xa vào thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật nó làm con quỷ dạ xa. Còn con beo này á thì tái sanh là một cô gái, sinh trong một cái gia đình rất là quyền quý. Thì một điều lạ thí vị là con quỷ dạ xa này nó cứ canh cái cô gái này có con rồi nó ăn. Thì cái đứa con đầu tiên á, trong một lúc sơ suất đó, là vì con quỷ dạ xa này, quỷ dạ xa là một dạng quỷ mà nó có cái thần thông á quý vị. Nó biến ra thành một người bạn thân. Nó tới gần hai vợ chồng có cái đứa con này, là khi mà nó bế được cái đứa con á, nó bế nó chạy đi luôn và nó ăn luôn cái đứa con. Nó ăn cái đứa con đầu tiên, nó ăn đến đứa con thứ hai. Thì đến đứa con thứ ba á, hai vợ chồng mới sợ quá là không có dám ở tại trên kinh thành nữa, mới tìm cái cách mà đi về nhà mẹ. Thì bữa đó đi gần về trên cái đường đi về nhà mẹ thì gần cái tinh xá của Đức Phật ở. Thì ông chồng đầu tiên á là người vợ xuống tắm trước. Ông chồng trời nóng mà, trên đường đi thì người vợ xuống tắm, ông chồng ngồi trên bờ bế cái đứa con. Thì xong đó bắt đầu đến ông chồng xuống tắm, người vợ bế đứa con. Thì lúc này con quỷ dạ xa nó tìm tới được, thì nó mới thấy cái cô vợ này bế cái đứa con, nó mới chạy tới nó bắt cái đứa con để nó ăn, đứa thứ ba. Thì cô này trong lúc sợ hãi quá sợ đi thì mới chạy, may sao quý vị, gần ngay tinh xá của Đức Phật, cô mới chạy vô luôn trong tinh xá. Trong cái trạng thái bế đứa con mà hốt hoảng sợ hãi như vậy đó, cô ta mới quỳ trước Đức Phật và đặt nó, con xin cúng dường con của con cho ngài, xin ngài cứu con của con. Thì lúc này con quỷ dạ xa nó cũng chạy vào trong tinh xá, nhưng mà khi nó chạy tới cái cổng tinh xá cái nó vô không được, tại vì có các vị chư thiên hộ pháp đứng không cho nó vô. Cho nên quý vị biết là thường ở chùa của mình là có các vị chư thiên hộ pháp hết, không phải là muốn làm gì thì làm, đại ý là như vậy. Thì khi mà vào con quỷ dạ xa nó vào không được, thì Đức Phật mới biết chuyện á, Đức Phật mới cho phép con quỷ dạ xa vào. Thì lúc này Đức Phật mới thuyết và mới nói về cái nhân duyên. Thì Đức Phật mới kể cái nhân duyên như vậy nè quý vị, như kể như nãy giờ thầy kể đó. Thì khi Đức Phật kể xong, Đức Phật mới nói câu pháp cú, câu số 5 là một câu pháp cú rất nổi tiếng trong nhà Phật. Đó là câu pháp cú hận thù diệt hận thù, đời này không thể được, không thù diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó là câu pháp cú mà Đức Phật nói cho con quỷ dạ xa với cô gái này nè. Nghĩa là đại ý là
cho không thể mình lấy cái hận thù mình diệt hận thù được, mình phải lấy từ bi để mình chuyển cái hận thù đó thì mới được. Thì quý vị hay nghe câu này đúng không? Thì câu này chính là Đức Phật nói cho cái cô gái này có đứa con bị con quỷ dạ sa nó giết đó. Đó, đó là câu chuyện thứ nhất. Rồi thầy kể đến câu chuyện thứ hai. Hai câu chuyện xong bắt đầu mình mới phân tích một vài bài học nha quý vị. Một câu chuyện thứ hai, một câu ăn trái nghiệt ngã đó quý vị, đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Quý vị biết Đề Bà Đạt Đa, cũng học lịch sử quý vị biết chứ không? Đề Bà Đạt Đa có ăn trái với ai? À, Đề Bà Đạt Đa có ăn trái với Đức Phật. Rất là lạ. Đức Phật là gần như là công đức lành nào ngoài cũng có, ai ngài cũng thương hết. Một con người mà gọi là 20 A Tăng kỳ kiếp, rất lâu mới có một con người mà gọi là vĩ đại như vậy, toàn diện như vậy. Thầy của trời người, bao nhiêu là người cung kính Đức Phật. Vậy mà riêng Đề Bà Đạt Đa là ghét Đức Phật, ghét kinh khủng lắm quý vị. Ghét một cách lạ kỳ lắm. Mà mình nói theo cái bài pháp thoại này chính là cái gì? Cái oan trái giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa. Khi mà Đề Bà Đạt Đa, thật ra Đề Bà Đạt Đa quý vị biết không, là ông có công đức cũng lớn lắm. Ông đã làm cái thiện nghiệp của ông là ba la mật của ông là trong 2 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp rồi. Thì trong cái kiếp đó ông gặp Phật, quý vị, cái nhân duyên thế này nè. Là cái kiếp đó là Đức Phật đó, là một người làm thương buôn, là một nhà thương buôn. Và Đề Bà Đạt Đa cũng là một nhà thương buôn luôn. Thì hôm đó Đề Bà Đạt Đa mới đi ngang một cái nhà của một cái bà già. Cái bà già đó bà có để ý có như có một cái chén quý vị. Mà cái chén là chén cổ mà bằng vàng, nó rất là giá trị. Nhưng mà bà này bà lại không biết đó là một cái chén cổ và nó bằng vàng, nó giá trị như vậy. Thì khi mà cái vị thương buôn này là cái tiền thân của Đề Bà Đạt Đa mới vào mua, thì ông này ông nhìn qua cái ông biết đây là một cái chén bằng vàng và rất là giá trị. Nhưng mà ông lại trả một, ông cố ý ông trả một cái giá rất là thấp. Đã biết ông mua một cái giá đó ông lời rất nhiều rồi, nhưng mà ông vì cái lòng tham á, ông còn cố trả một cái giá thấp nữa. Thì cái bà này bà thấy vậy bà không bán, bà không bán. Thì ông mới nghĩ vậy nè, bà không bán thì thôi tôi điền vòng, tôi nói cái giá đó bà không bán tôi điền vòng, tôi quay lại tôi mua. Thì ai ngờ khi ông vừa đi một vòng á, thì có một cái vị thương buôn khác tới. Mà cái vị thương buôn kế đó chính là tiền thân của Đức Phật mình, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì cái vị này vào á mới nói thật với bà luôn, đây là một cái chén bằng vàng và nó rất là giá trị, cho nên là ông có bao nhiêu tiền ông bỏ ra ông mua hết. Ông cũng nói là thật sự cũng chưa có xứng đáng với cái chén này. Nhưng mà cái bà này bà thấy cái tính thật thà của người thương buôn này đó, bà bán luôn cho cái ông thương buôn này. Thì cái vị thương buôn này mới đem cái chén đi, thì lên cái thuyền. Thì lúc này ông thương buôn thứ hai ông quay lại, thì lúc này cái chén bà già đã bán cho cái người thương buôn kia rồi. Ông ta mới cố ý ông ta dí theo cái người thương buôn đó. Thì lúc này cái người thương buôn này đã lên thuyền, bắt đầu là chuẩn bị đi qua một cái nước khác. Và trên cái lúc mà ông nhìn thấy cái thuyền đi như vậy đó, ông thấy cái vị thương buôn này ông tức quá. Giống như là cả đời của ông không thể nào mà ông có thể làm ra được một cái số tiền lớn như vậy, mà tài sản lớn như vậy nó cũng như bị vụt mất đi bởi cái vị thương buôn đó. Ông ta mới tức quá, ông ta học máu ra ông ta chết. Tức mà học máu chết luôn. Thì trước khi học máu chết đó, ông ta hướng về cái vị thương buôn đó, ông ta nói là ta sẽ quay lại tìm ngươi để giống như là trả thù cái án kết này. Chính ngươi đã gây ra, giống như là cái vị thương buôn nó đã cướp đi cái số tiền, cái tài sản quá lớn đi. Ông ta mới oan trái thù hận như vậy. Và đó chính là một trong những cái khởi điểm mà Đề Bà Đạt Đa ghét Đức Phật. À, có nghĩa là mình thấy Đức Phật không, một người mà ai cũng thương vậy, mà riêng Đề Bà Đạt Đa lại thương Phật không được. Thì bây giờ mình học theo Phật Pháp á, mình thấy đó là một cái gì quý vị? Đó là một cái sự oan trái nghiệp duyên. Trong đời của mình quý vị để ý là quý vị sẽ thấy cũng có những người ta dễ thương lắm, nhưng mà không biết tại sao mình nhìn người đó là mình ghét. Không, có vị để ý coi lạ chứ đó. Có những người ta dễ thương lắm, và đối với bao nhiêu người khác người đó cũng dễ thương lắm, nhưng mà mình là mình ghét họ. Mà đôi lúc mình ghét cũng cần có lý do nữa nha. Cũng có những người rất là lạ, là họ không ghét ai hết, họ đi họ ghét mình thôi. Là quý vị cũng phải biết nó làm sao, nó có một cái oan trái gì đó. Thì đến thời Đức Phật á, là Đề Bà Đạt Đa là đi tu chung với thầy A Nan nè. Đề Bà Đạt Đa là dòng dõi vua chúa đi tu mà quý vị. Khi mà Đề Bà Đạt Đa đi tu á, là ông ta chứng được thần thông. Ông ta chứng được thần thông nha. Ông chưa có chứng thánh. Ông ta chứng được thần thông. Thì lúc này á, ông ta mới có một cái ý nghĩ là ông ta muốn lãnh đạo tăng đoàn thay Đức Phật. Mà quý vị biết không? Thì lúc đó ông giờ ông phải cần cái sự ủng hộ của nhiều người. Thì lúc này vua A Xà Thế á, vua A Xà Thế, A Xà Thế là con của ai? A Xà Thế là con của vua Tần Bà Sa La. Mà Tần Bà Sa La lại là chứng thánh quả rồi, cho nên niềm tin của ông bất động về Đức Phật lắm. Cho nên
Đề Bà Đạt Ra biết là không có thể nào mà mua chuộc lay động được vua Tần Bà Sa La đâu, cho nên ông ta mới hiện thần thông á, gặp A Xà Thế. Ông ta hiện thần thông á, có những con rắn á, nó nằm trên đầu ông, những con rắn nằm trên vai của ông, trên người của ông. Và ông hiện như vậy, ông bay giữa không trung á cho A Xà Thế thấy. A Xà Thế thấy vậy nó mới sợ, ông mới sợ xong ông mới hiện ra thành Đề Bà Đạt Đa lại. Thì lúc này á là Đề Bà Đạt Đa mới thu phục được A Xà Thế. Cho nên là từ đó trở đi á là Đề Bà Đạt Đa là sống bởi cái sự lợi dưỡng và cung kính của vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế cúng dường cung kính rất nhiều đến Đề Bà Đạt Đa. Và trong lúc này á thì cũng có một số quý thầy đi tu mà giống như chưa có đủ cái tầm nhìn á, chưa đủ chánh kiến á, cũng có một số đi theo Đề Bà Đạt Đa luôn. Thì lúc này Đề Bà Đạt Đa mới kết hợp với A Xà Thế. A Xà Thế thì giết cha, Đề Bà Đạt Đa thì muốn giết ai? Muốn giết Phật. A Xà Thế giết cha để lên làm vua, còn Đề Bà Đạt Đa giết Phật để mà lên làm lãnh đạo tăng đoàn. Đầu tiên quý vị biết ông ta thuê 16 sát thủ tới giết Phật. Ông cho ta, ông thuê cái người bắn cung á tới giết Đức Phật, ám sát Đức Phật. Mà quý vị biết rồi, quý vị nên nhớ một điều này nè, Đức Phật của mình đó nha, không ai có thể giết được Đức Phật. Không ai có thể giết được Đức Phật. Đức Phật á, có 4 điều mà không ai có thể san đoạt được của Đức Phật á. Thứ nhất là mạng sống của Phật, không ai có thể giết được Đức Phật. Thứ hai là rất là hay thế này quý vị, là cái thức ăn á mà mình đã phát tâm mình cúng dường cho Phật rồi á nha, thì cái thức ăn đó cho dù có lửa cháy, có nước trôi, có động đất, có sóng thần, thì cái thức ăn đó cũng sẽ là cúng cho Đức Phật. Không ai lấy được cái thức ăn đó hết. Đặc biệt như vậy đó. Với cái thứ ba là hào quang của Đức Phật, là không có một cái hào quang nào, không có một cái ánh sáng nào là sáng hơn cái hào quang của Đức Phật. Và cái thứ tư là trí tuệ của Phật. Một khi mà Phật đã minh định một chuyện gì rồi, trí tuệ của Phật thì không ai qua hết. Đức Phật đặc biệt như đó, trí tuệ của Phật không ai qua, hào quang của Phật không cái hào quang nào sáng hơn. Thức ăn đã cúng cho Phật rồi thì không có ai mà lấy được hết đó. Và thứ tư thì không ai có thể giết được Đức Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa mới thuê người á, mới ám sát Đức Phật. Thì rủi thay thế này quý vị, là mấy người đã tới thuê làm sao, Đức Phật cảm hóa luôn. Thế là không được, ông ta mới tìm cách thứ hai, là quý vị biết ông ta tự tay giết Đức Phật. Bằng cách nào? Bằng cách nào quý vị? Bằng cách là Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống để hại Phật. Lăn đá xuống để hại Phật. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống hại Phật á, thì có một cái mảnh đá nó mới văng ra, và nó mới trúng chân Đức Phật. Nó mới trúng chân Đức Phật. Thì lâu nay chúng ta hay học nói là chân Đức Phật bị chảy máu phải không? Thật ra thì chúng ta biết cái này là không ai làm cho Đức Phật chảy máu được hết đó. Thật ra lúc đó là Đức Phật chỉ bị ở cái thân của Ngài á, là ở chỗ cái ngón chân của Ngài bị một cái vết bầm, và nó tụ cái máu bầm ở đó thôi. Và xin kính thưa quý vị, đó cũng là một cái nghiệp của Đức Phật, Phật phải trả đó nha. Chính Đức Phật bị sát thủ hại cũng là cái nghiệp mà Ngài ở trong quá khứ đó. Còn cái nghiệp mà Ngài bị á, Ngài bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá trúng chân, là vì trong quá khứ á, Ngài đã từng có một lần cái kiếp đó, có một vị sa môn á đi tới nơi đó, cái Ngài lấy đá á, Ngài cũng quăng vô chân người ta vậy đó. Thì bây giờ Ngài trả lại vậy đó. Thì khi đó là Ngài bị bầm một cái vết bầm, tụ máu bầm ở ngón chân. Thì sau đó Ngài mới cho Jivaka á, một cái vị y sĩ á, mới mổ và lấy cái máu bầm đó ra thôi. Đức Phật cho phép thôi, chứ còn không có làm cho Đức Phật chảy máu được đâu. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa mới lăn đá xuống hại Phật, thì lúc này Đức Phật chỉ bị thương không chết. Ông ta mới giết không được rồi quý vị, ông ta mới tìm cái cách nữa. Phải biết là cách nào không? Ông ta mới thả con voi. Con voi say, con voi rất là mạnh. Ông cho nó uống 16 hũ rượu, và giống như là nó bị điên cuồng vậy đó. Và ông ta canh Đức Phật đi khất thực á, ông ta thả ra cho nó tới nó giết Đức Phật luôn. Mà rất lạ quý vị, là với ánh mắt của Đức Phật, với nụ cười của Đức Phật, với tâm từ của Đức Phật, Đức Phật nói con voi nó dừng lại, nó tỉnh lại. Vì thế đặc biệt chưa? Đó là những cái lần mà Đề Bà Đạt Đa hại Phật. Sau này Đề Bà Đạt Đa mới hối hận về cái nghiệp của mình. Và trước lúc mất á, Đề Bà Đạt Đa mới bệnh nằm trên giường á, mới cho người tới xin tới sám hối với Phật về những cái lỗi lầm của Đề Bà Đạt Đa đó. Thì sau đó Đề Bà Đạt Đa bị một cái nghiệp quý vị là đất, vì đã có những lần hại Phật á, đất rút Đề Bà Đạt Đa chết luôn. Đất rút xuống. Sẽ có một dịp mà nó thầy sẽ giảng quý vị là có những cái ác nghiệp tạo quá nặng đi, xúc phạm đến Đức Phật và xúc phạm đến bậc thánh á, chữa đất nó rút ra một khoảng và cái vị đó bị rút xuống luôn. Thì Đề Bà Đạt Đa là một trong những người chết mà bị đất rút xuống. Kinh khủng như đó. Cái này đôi lúc cái nhãn quan của mình á, cái nhục nhãn của mình nhìn không hiểu được quý vị. Đề Bà Đạt Đa chết như vậy đó.
cả đời hại Đức Phật rồi cuối cùng chết như vậy. Thì sau này khi mà Đề Bà Đạt Đa có một khoảng thời gian mà muốn lên lãnh đạo tăng đàn xong, hết cái phước đó quý vị, ông ta cũng hết thần thông luôn. Thì thầy kể hai câu chuyện hôm nay để thầy nói vài ý với chúng ta thế này nè. Ý thứ nhất á, quý vị thấy là hôm nay á, mình gặp ai đó trong đời này á, có những người mà họ ghét mình một cách rất là lạ kỳ, họ ghét, họ thù, họ hại, mà có những khi họ hại mình hại hoài à, thì mình cũng biết đâu đó cũng là có thể là cái gì quý vị ha, cũng là một cái oan trái nào đó nha, oan trái nhiều đời rồi. Và chính bản thân mình cũng vậy nữa, mình thấy mình cũng ghét một ai đó mà ghét rất là lạ thì chắc cũng là oan trái nhiều đời. Cái này quý vị có thể hình dung rộng ra, quý vị sẽ thấy nhiều chuyện trong cuộc sống lắm. Cái việc mà oan trái á, thầy có ghét không? Có chứ, cũng có ghét chứ, mà nhờ mình tu tập á mình bớt từ từ quý vị. Thầy kể quý vị, sẵn câu hỏi thầy mới kể quý vị nghe một câu chuyện là thầy có cái vị đó cứ ghét thầy miết à, ghét một cách rất lạ kỳ quý vị. Là thầy không biết thầy có lỗi làm gì với vị đó mà vị đó cứ canh hại thầy miết à. Mà thầy biết là chắc là một cái nghiệp duyên gì đó. Thì mình lạy Phật mình sám hối thôi. Mình lạy Phật mình sám hối thôi. Thì trong một cái ngủ đó, cái này thầy kể chuyện phong thần chút xíu nha, hơi mê tín xíu. Ai tin được thì tin thôi không sao. Thì khoảng một thời gian thầy sám hối, tại vì thầy nghĩ chắc là giữa thầy với cái vị này phải có một cái oán kết gì đó. Rất lạ là cái vị này cứ ghét thầy rất lạ kỳ mà tìm cách này cách kia để hại thầy. Thì trong một cái giấc ngủ á, trong cái giấc ngủ thì thầy nằm mộng, thầy mới thấy là cái vị đó bị thầy dí đánh. Dí tới một cái ngã tư là thầy dí được. Thì mà cái vị đó giống như quỳ xuống á để xin thầy đừng có đánh người ta. Mà quý vị biết cái khúc cây gỗ vuông này nè, thầy đến bây giờ thầy cái chuyện đó thầy kể nó như trước mặt thầy, nhớ rất rõ. Thì như cái khúc gỗ vuông gì đó mà thầy cứ đè xuống người ta đánh. Mà trong giấc mơ thầy biết cái vị đó là cái vị mà đang hại thầy á. Tự nhiên nằm mơ xong cái giờ thầy khỏe luôn cái gì. Thì khỏe là quý vị biết tại sao thầy trả lời được cái câu hỏi hôm nay là hôm nay thầy bị người ta hại là chắc có cái lý do đó. Vì thầy có giảng cái bài giải mã giấc mơ với lại bài nguyên nhân của những giấc mơ á. Có những giấc mơ á, nó báo hiệu là cái nghiệp của mình. Có những giấc mơ là có một ngoại nhân tác động. Thì thầy nghĩ rằng giữa thầy và cái vị đó có một cái oan trái gì đó. Quý vị biết thấy rất là lạ quý vị. Bao nhiêu lâu nay mình có một cái câu hỏi là không biết giữa mình với cái vị đó có oan trái gì mà xong giấc ngủ thầy được trả lời. Thì gần đó có một lần có một cái chị Phật tử, chị này rất là giàu quý vị, rất là đẹp, có học thức, mà xui khiến sao lấy anh chồng. Mà anh chồng này về giống như là cái nghiệp chị trả cho anh ấy vậy. Anh bỏ bê chị mà anh còn đánh đập chị một cách rất lạ. Mà chị bỏ không được. Thì hôm đó chị mới kể thầy nghe thế này nè. Hôm đó chị mới ngộ, chị biết Phật Pháp mà. Chị biết chắc cũng là nghiệp duyên sao chị mới sám hối. Thì trong giấc ngủ á, chị mới thấy thế này, chị có một cái kiếp là chị giống như là một người chủ trong một cái nhà mình làm chủ á. Chị mới thuê một cái người làm cho chị. Và giống như chị ỷ mình là chủ giàu có á, quyền lực á, chị mới hành hạ cái người đó rất là nhiều. Và khi mà chị tỉnh dậy, chị cảm nhận cái người mà chị hành hạ đó chính là người chồng của mình đó. Bây giờ chị phải trả vậy. Thôi thầy kể cái này mê tín đó nha. Mê tín chút xíu thôi, phong thần chút, anh tin thôi. Nó có những cái chuyện đó nó rất là khó để giải thích. Cho nên cái chuyện mà mình oan trái một người á, nói chung là chúng ta không nên kết oan trái với ai. Thật là không nên kết oan trái với ai. Tại sao vậy? Tại vì cái thứ nhất là như vậy nè quý vị. Khi mà mình kết oan trái với ai đó thì ngay cái niệm mà mình kết oan trái thù ghét ai đó, nó là một cái niệm ác rồi. Người ta thấy đó. Khi mà mình gửi lên một cái tâm niệm ác là khi mình kết oan trái, mình thù ghét, nặng hơn đó là hận và trả thù. Có khi mình chỉ ghét thôi, nó đã thành một cái gì? Nó thành một cái niệm bất thiện rồi. Và cái niệm bất thiện đó mà mình ghét, mình nuôi nó lâu ngày á, thì nó trở thành cái chủng tử, cái hạt giống lâu ngày ở trong tâm thức của mình. Và sau này trong cái bước đường luân hồi á, mình không kiếp nào mà lạc cái người đó thôi, mà kiếp nào mà gặp người đó là sẽ có cái hận thù. Giống như quý vị thấy đó, hai cái người vợ đầu tiên sau cái đời đó xong thì nếu mà làm con gà thì con gà nó cũng bị con mèo cắn à. Nào, con mèo cắn gà. Và khi mà thoát cái thân mèo thân gà rồi, gặp làm thân con beo con nai, nó cũng hận thù với nhau nữa. Mà hết kiếp làm beo làm nai rồi, lên làm người làm quỷ rồi gặp lại thì cũng giết nhau vậy đó. Có nghĩa là cái ẩn thù ăn trái nó còn như vậy là rất là kinh khủng. Cho nên là chúng ta nhớ là cuộc đời này á, chỉ có hai hạng người mà thầy hay nói với quý vị đó. Một là hạng người đáng thương, hai là hạng người dễ thương. Một là dễ thương, hai là đáng thương. Dễ thương là cái người đó từ bi quá, đức độ quá, đức hạnh quá,
đáng cho mình lạy, đáng cho mình cung kính quá. Cái người đó là cái người quá dễ thương rồi. Cái người thứ hai là họ ác quá, thì cái người này đáng thương. Tại sao vậy? Vì một người ác quá, xấu quá, cái đường chính họ làm những điều đó là họ đang khổ rồi, và tương lai của họ mịt mù lắm. Sống bao nhiêu năm, có mấy chục năm đây thôi, mà hận thù một người nào đó, mấy vị thấy không? Còn hơn thua được nhau một chút gì đó, khi mà nhắm mắt cái rồi xong rồi đó, là bắt đầu đường luân hồi nghiệp duyên nó còn kết nữa nha. Cho nên là không nên oan trái với ai. Thứ nhất, cái niệm oan trái của mình thôi là đã thành cái niệm ác rồi. Và cái niệm oan trái càng nhiều, nó kết thành cái gì? Nó kết thành cái chủng tử cho mình. Và với cái niệm oan trái đó, lúc nào mình cũng thù hận ghét một người nào đó, thì nó thành cái gì vậy? Nó thành một cái ác nghiệp, nó làm cho mình tổn cái phước, cái đức của mình. Cái người mà cứ sống trong cái thù ghét là tổn phước, tổn đức lắm. Và cái xa hơn là gì? Gặp lại người đó quần quật nhau khổ kinh khủng khiếp. Quần quật khổ kinh khủng khiếp. Vừa rồi có người gặp thầy hỏi thầy, con cũng đối xử tốt với người ta, mà có khi người ta đối xử với con tiểu nhân lắm thầy. Có khi người ta, con phát, con cứ tưởng lâu nay là người đó tốt lắm, bây giờ con mới biết người đó là tiểu nhân, con mới biết người đó là lợi dụng mình. Thầy nói một câu hơi phũ phàng chút, nó hơi hụt tẹt chút, nhưng mà nó hơi đau lòng chút, nhưng mà nó thật ở chỗ này. Thầy nói phải cảm ơn nha. Cảm ơn mình tìm ra những người đó sớm, để mình không phải tốn thêm một giây nữa vì những người đó. Vì phải thấy vậy đó nha. Nếu cuộc đời quý vị mà lâu nay mình đang thương, đang quý, đang kính, hoặc là quý vị đang hy sinh, đang giúp đỡ một người bạn nào đó, mà bữa nào phát hiện người này là tiểu nhân, người này là đạo đức giả, người này đang lợi dụng mình đó, quý vị thôi cảm ơn nha. Tại sao vậy? Vì rất may là mình dừng đúng lúc, từ nay trở đi không tốn thêm một giây vì người đó nữa. Không phải là mình ghét thù hận gì cả, tại vì cuộc đời này á có nhiều cái điều để mình cần làm đó. Mình đầu tư vào cái chỗ nào đáng đầu tư, phải không? Mình nói vui vui là người không đáng thì mình không nên. Người đó không xứng đáng thì mình không nên dành thời gian, sức lực, mọi cái cho người đó. Ngay cả cái suy nghĩ, thời gian của mình cũng không nên dành cho người đó. Tại vì một người như vậy là không nên. Ngay cả Đức Phật của mình cũng vậy. Khi Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật cũng ưu tiên cho, giống như cái đám rượu mà nó tươi tốt sẵn quý vị. Đó, cho nên chúng ta phải thấy cái điều này. Nếu mà cuộc sống của mình á, mình phát hiện ra có những người như vậy thì thôi mình cũng may mắn. Hồi nhỏ khi thầy mới đi tu, thầy có nghe thầy giáo thọ dạy cho thầy nói cái câu này, mà đó thầy không hiểu. Thầy đã nói thế này nè: hôm nào mà chúng ta phát hiện một người bạn mà không có tốt với mình á, mình phải cảm ơn, may quá mình phát hiện sớm. Cái đây gần 20 năm trước là đã học được câu đó rồi, mà giờ thầy mới thấm. Thầy mới thấy cuộc sống này có những người á, là mình phát hiện ra họ không hay thì cảm ơn lắm. Mình không nên tốn cho người đó thêm một giây nữa nha quý vị. Mà sau này có bất mãn, có khổ đau, có khó chịu gì để ai đó mà hại mình hoặc lợi dụng mình á, thì quý vị cũng nên cảm ơn nha. May tôi phát hiện ra sớm, chứ không để 10 năm nữa thì tôi khổ biết bao nhiêu. Còn để 10 năm nữa tôi bị lừa hết bao nhiêu, phải không? 10 năm nữa tôi đầu tư vào một cái, đến một lúc đó tôi phát hiện cái chuyện này nó không có đáng gì hết. Đó, cho nên cái niềm oan trái nó nhiều cái như vậy. Và khổ nhất là cái oan trái gì quý vị? Oan trái á là mình ghét, mình thù, mình hận. Mà nếu mình ghét, mình thù, mình hận ngay một người tu nữa là chết mình luôn. Ở đây là ai gặp trường hợp này? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa ghét hết người, ghét ngay Đức Phật. Bây giờ thầy nói với quý vị, hận thù một người nha, quý vị khởi ác niệm với một người, mà nếu cái người đó là một cái người mà cái phước họ ít á, thì quý vị cũng tổn phước mà tổn ít thôi. Cái vị đó mà càng đức độ á, là phước của mình tổn càng nhiều á. Mà cái vị đó mà chứng thánh luôn, chứng thiền, chứng thánh nữa là thôi rồi, là mình biết rồi đó, là coi như là mình coi như mình hết phước làm người. Khổ nở đây là Đề Bà Đạt Đa là thù oán một cái oan trái, ghét mà ghét ngay Đức Phật quý vị. Ghét ngay Đức Phật. Thôi thì á, thầy khuyến khích quý vị thế này nè, là ghét thì không ghét rồi. Nếu mà dừng lắm được ở chỗ nhịn mặt không ưa được rồi nha. Không ưa được rồi chứ đừng ghét. Tại vì ghét là thầy thấy nó còn ghét là còn khổ, là còn ghét là nếu mà không khéo nữa là mình sẽ có cái tâm gì? Hận thù, hoặc là trả thù, hoặc là oan trái nặng nề phía sau lắm. Thôi mình thấy cái người đó nói thôi nhìn cái mặt không ưa là thôi được rồi nha. Không ưa người ta được rồi. Cho nên nếu mình thương được là tốt nhất. Thương được là tốt nhất. Hoan hỷ được, thương được, quý mến được, tôn trọng được là tốt nhất. Nếu mà không thương được thì cũng ráng dừng ở cái chỗ nào không ưa được rồi nha. Còn nếu mà vẫn dừng bình thường thì thôi thì cũng tốt. Còn không mà mình thấy sao mà cái người này á, là cứ nhìn cái người này là mà có cái oán khích gì đó. Bây giờ mình biết tu rồi,
là mình phải nhận ra từ đầu nghe quý vị. Mình chưa biết tu á, có thể cái việc đó mình để nó kéo dài, cái gút kết đó, hai cái gút á nó kết lâu á. Ví dụ như mình gút bên, họ gút bên, gút từ quá khứ rồi. Đến nay gặp lại là ăn trái nợ nần thôi. Bây giờ mình biết tu rồi, bây giờ mình sao? Tự mình mở cái gút của mình nha. Tự mình mở cái gút của mình. Nếu mà mình cứ thù oán họ, họ thù oán lại, mình thù oán họ, họ thù oán lại. Người kia nóng giận nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa thành hai người dại giống như nhau. Thế là mình với họ cứ oán kết. Anh ghét tôi ghét anh ghét tôi ghét anh. Cứ gút miết với nhau hoài như vậy đến bao giờ mới xong? Thôi thì lúc này mình hiểu Phật Pháp á, là mình không có mong đợi cái người đó mở, mà mình chính là người mở. Mở cái nốt gút trước, quý vị thấy nha. Đó, mình học Phật Pháp mình thấy được chỗ này. Thầy chỉ khuyên quý vị là ráng là, thứ nhất là cái chuyện mà thù ghét, đừng có thù ghét. Còn nếu mà quá lắm á, thì dừng ở cái chỗ là không ưa. Tôi nhìn anh tôi thấy không ưa, được rồi. Mà tôi nhìn anh tôi thấy không ưa, không ưa rồi mình tu cái pháp gì? Hả? À, Satare là Setara. Thôi bây giờ có nhiều người nói, sao thầy con cứ gặp cái người là khổ. Trời ơi, nó đơn giản lắm. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thấy không? Bây giờ ra đường thấy con voi, thấy con hổ nó sổng chuồng nó ra thì tốt nhất chạy vô nhà đi. Cho nó chạy vô nhà, có ai nói mình cái gì đâu. Thì thôi thì mình biết mình gặp cái người đó là có chuyện rồi. Mình gặp cái người đó là án kết. Thì bây giờ mình tu cái pháp là tam thập lục kế tẩu di khôi, phải không? 36 kế chạy là trên hết. Hoặc là tu cái pháp Satare Setara, nghe không? Họ không xe thì mình xe, phải không? Nó pháp mà đơn giản không? Nó vậy mà nó giải quyết nhiều vấn đề lắm đó nha. Ừ, có nghĩa là mình biết rằng là mình yếu thì mình đừng có ra. Là do tự mình biết mình lượng sức mình. Mình biết mình gặp ổng là mình sừng cồ lên. Mà cứ gặp ổng làm gì? Phải không? Tại sao mình không gặp cái người nào mình phát triển bồ đề tâm, phát triển cái tình yêu thương? Đôi khi á, quý vị thấy cái mấu chốt á, nó rất đơn giản vậy thôi à. Muốn gặp cái chuyện đó khổ đau né cái đa thôi, đơn giản. Cho nên tu á quý vị, tu chính là cái chọn lựa ở chỗ đó đó. Tu là chọn lựa, chọn thầy, chọn bạn, chọn môi trường, chọn cái người mình tiếp xúc, là ngay đó mình tu đó. Đó thì thôi thì thầy gửi đến đại chúng cái bài pháp thoại ngắn với cái chủ đề oan trái. Thầy kể hai câu chuyện nha. Hai câu chuyện, một câu chuyện là Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật oan trái với Phật. Rồi câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện qua đó Đức Phật nói một câu pháp cú rất nổi tiếng là hận thù diệt hận thù, đời này không thể được. Không thù diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì sau cái bài pháp thoại đó quý vị, Đức Phật cởi mở oan trái cho cái cô gái đó và cái quỷ dạ xa đó. Đức Phật mới nói cô gái đưa em bé, đứa con ở trong quỷ dạ xa bé đi. Tại vì lúc này sau khi Đức Phật thuyết pháp xong, con quỷ dạ xa này nó chứng thánh quả luôn quý vị. Sau đó đưa nó bế trong tay xong rồi, quỷ dạ xa này mới về nhà của cô gái ở. Ở xong rồi cô quỷ dạ xa nó có thần thông mà. Cô này làm nông á, nó mới báo biết là mùa nào nước lên, mùa nào nước xuống, mùa nào bão, mùa nào lũ nó báo hết. Cho nên cái cô này cái trồng lúa đồ rất là thành công, và sau đi cởi mở được cái án kết. Quý vị thấy không? Nếu như mà không có gặp Đức Phật á, thì coi như là không biết là con quỷ dạ xa này nó sẽ ăn lại đứa bé. Và rồi đứa bé này, người mẹ này sẽ oán kết lại con quỷ dạ xa, không biết đến khi nào. Rất may là gặp Đức Phật cởi mở quán kết đó, thì thời nay mình không có được gặp Phật nữa, thấy không? Nhưng mà mình còn lại những lời của Phật, thì mình nương kinh, mình nương kinh để mình tu, mình nương kinh để mình nhìn lại cái đời sống của mình nè. Từ nay trở đi mình coi ai là oan gia của mình, ai là oán kết của mình để mình biết ha. Thôi mình cởi mở, hồi thôi lâu nay chắc tôi ghét anh lắm, tôi thù anh lắm, tôi hại anh lắm, tôi hại chị lắm, cho nên bây giờ mới khổ vậy nè. Và thứ nhất mình dừng lại, mình sám hối, hoặc chính bản thân mình gỡ cái nút gút đó ở bên mình nha quý vị nha.